Bé hai đi đâu vậy ta? Bé hai có chuyện gì giấu mình? Trời, cái gì vậy? Đi đâu ạ? Tôi đang đi công chuyện. Công chuyện gì? Trời ơi, đi karaoke đúng không? Đi mà không rủ. Anh làm cho tôi rảnh rỗi ở không như anh đi karaoke. Tôi có công chuyện của tôi. Công chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Chuyện gì của vậy? Người lớn. Anh cũng lớn rồi mà. Anh... Thôi, tôi muốn nói chuyện với anh nữa. Bye hai. Rót cho tôi miếng nữa đi. Nè, con hai nhà mình ở đâu rồi bà? Ai biết. Tôi thấy hình như là dạo này nó hay đi ra ngoài lắm đó nha ha. Mà không biết đi đâu hết trơn á trời. Trời đất ơi, thì nó lớn rồi, nó muốn đi đâu thì đi, chẳng lẽ mỗi lần nó đi tôi phải hỏi nó sao trời. Bà ơi, bà phải quản lý con của mình. Để không thôi đó nghe, có ngày nó ôm trái bom về nhà, lúc đó bà hối hận thì đã muộn rồi đó bà. Đem bom về nhà thì đổ chết cả nhà chứ có sao đâu. Ông có giỏi thì ông đi theo canh nó đi, tối ngày cứ nói chuyện tầm bậy tầm bạ không à. Ừ, mà cho là có chuyện đó đi, thì cũng là cháu ngoại của mình, thì cháu của mình thôi chứ lo cái gì. Trời ơi, bà nói chuyện cái gì mà càng ngày càng khó nghe quá à. Ủa, tôi kêu bà quản lý con gái mình như vậy là sai hay sao? Trời ơi, ông làm ơn đi, nó lớn rồi. Nó có đi thì cũng đi chơi với bạn bè rồi nó về. Chẳng lẽ mỗi lần nó đi là phải hỏi phải kêu nó về sao ông? Phải hỏi phải kêu nó về là đúng rồi. Phải quản lý bởi vì bà là mẹ của nó mà, đúng không? Trời, sao mệt quá à. Thôi được rồi. Về kìa. Hello Tim á. Đi đâu về vậy? Dạ. Nè, mai mốt á, bà có đi đâu á, làm ơn á, báo cho tôi biết một tiếng. Để ông hỏi đi đâu á, tôi biết tôi trình nghe chưa. Cứ hỏi mỗi lần mày đi á, ông không biết mày đi đâu, ông trách tao hoài hà. Rồi rốt cuộc là đi đâu? Tới khi thời điểm thích hợp, con sẽ nói cho tôi biết. Ủa vậy là sao? Ai biết. Dạ, có chút quà. Con xin biếu chú thím. Dạ, đây là thuốc bổ thôi. Trời đất ơi, thôi mà, cậu qua chơi là quý rồi, quà cáp gì không biết nữa. Lần nào cậu qua đây chơi cũng mang quà qua hết, làm vợ chồng tôi ngại quá. Đâu có gì đâu, chú thím nhận cho con vui. Uống nước đi cậu. Dạ. À, kỳ này cậu về chơi hay là có chuyện gì không? Dạ, con chỉ về chơi thôi. Ờ, cậu về có một mình hả? Dạ, con về có một mình nè. Ý bà xã tôi á, bà hỏi là cậu có vợ con gì chưa? À, dạ, con chưa có vợ. Chàng ơi, đẹp trai, phong độ vậy mà chưa có vợ, chắc là kén lắm ha. Dạ, chắc tại duyên chưa tới thôi thím ơi. Hiền lành mà chu đáo vậy, ai mà ưng cậu chắc là có phúc lắm đây. Dạ, thím quá khen cậu rồi. Ờ, Son, sẵn đây ở lại ăn cơm với tụi tôi luôn nha. À, đúng rồi, sẵn có dịp ở lại ăn cơm với hai vợ chồng tôi. Cậu không chê chứ ở đây cây nhà lá vườn không à. Nói phải khoe cậu nha, con cá lóc bay lớn vậy luôn nè. Cái đó đem đi nướng ăn cho đã luôn nha. Nghe dạ. Cậu nghe chú nói con cũng thấy đói bụng rồi đó. Vậy con không khách sáo nha. Vậy giờ hai chú cháu ngồi uống nước nha. Tôi vô tôi mận chút xíu. Thôi, là có liền bà vô làm. Dạ. Đi bà. Uống nước đi cậu. Dạ. Đi ra đây. Nhanh. Làm gì ghê vậy? Tại sao mày theo dõi tao? Ừ, tôi theo dõi cô hồi nào? Đường này là đường chung chứ bộ, đường của cô hả? Tôi đi chợ. Tôi đi công chuyện của tôi. Tôi theo dõi cô hồi nào? Tao nhắc lại cho mày một lần nữa.
chuyện không phải của mày thì đừng xía vô. Mày còn tìm cách phá tao với anh John một lần nữa, tao cào rách mặt mày nghe chưa. Làm gì ghê vậy? Ai làm gì đâu. Mày có chân đó. Ê con kia, mày ngon mày đứng lại đi. Mày đứng lại tao chơi mày khô máu luôn á. Nè cậu. Dạ con cảm ơn thím. Tôi với cậu làm sương sương chơi ha. Dạ. Cậu uống được nhiều uống. Ủa chú, hồi nãy chú nói con cá lóc nó bự bằng cái bắp chuối lực mà, sao kỳ vậy? Ba con nó cộng lại bằng mày lớn vậy nè. Thì ra là vậy. Chú vui tính quá. Vô. Dạ con mời chú. Uống được nhiều uống nha. Dạ. Ăn đi cậu. Dạ. Ăn nhiều vô nghe. Dạ nếu vậy con không khách sáo đâu. Dạ con xin mời chú thím. Ừ. Tự nhiên đi, cây nhà lá vườn mà. Này đâu đó, sao bây giờ mới về? Dạ em mới đi công chuyện về. Phải không chuyện không? Ừ. Thiệt đúng không, bà ta nói có câu đúng: công anh xúc tép nuôi cò, cò khôn cò lớn, co giò theo trai. Quỷ à, em theo trai hồi nào? Chứ đâu sáng giờ. Hả? Ý thì... giả tình thiệt hả? Tính ăn luôn đó hả? Mày thương nó rồi mày đi 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 luôn đi. Về làm chi? Làm đợi gần chết luôn. Sao hôm nay dữ quá vợ? Em chỉ đi thực hiện kế hoạch của mình thôi mà. Đi hẹn kế hoạch? Kế hoạch sao giờ mới về? Thì em... Ê, đừng nói là trai. Không có. Giết em nha. Không có. Sao làm vậy được? Làm gì? Tôi ghen nha. Em chỉ đi với ổng thôi. Rồi sao? Rồi đi đâu? Đi qua nhà ổng chơi thôi. Rồi trên đường về á, em cắt đuôi bé hai. Nó dám theo em về tận nhà luôn. Cái gì, con chân ghẻ hả? Ừ. Nó theo em. Ừ. Em dằn mặt nó rồi. Rồi sao nữa? Mà bây giờ mình đừng có hẹn ở nhà nữa nha. Sao kỳ vậy? Thì nó cứ lẻo đẻo theo em hoài à. Nó biết nhà em như vậy nè, xong á bại lộ hết kế hoạch rồi không moi tiền được nữa thì sao, đúng không em? Vậy mình hẹn chỗ khác hả? Hẹn chỗ cũ đi. Anh với em phải ngủ riêng cho an toàn. Nghĩ cũng lạ ha, cái con chân ghẻ này nó ngứa. Để anh tìm cách anh gãi cho nó hết ngứa. Anh gãi làm sao? Bây giờ cái chuyện của con chân ghẻ này á, không cần tới anh ra tay, hiểu không? Hay quá, hiểu hay không? Quá. Không hiểu. Trời ơi, nói vậy mà cũng hiểu nữa. Hiểu chưa? Dạ anh làm đi. Cẩn tâm, thận nha. Để anh tính. Alo. Anh biết rồi, anh biết rồi, anh tới liền. Ôi, nè nè nè, đại biểu. Dạ. Nói chuyện điện thoại dài. Với bạn. Bạn hả? Dạ. Bạn trai hay bạn gái? Bạn trai. Bạn trai hả? Dạ. Vậy là con đang hẹn gặp bạn trai đó hả? Dạ. Bạn trai mà ăn mặc đẹp vậy đó hả? Ăn mặc đẹp vậy đó hả bạn? Trời ơi nè, bạn bè lâu năm gặp lại ăn mặc cho lịch sự thôi mà. Nè tôi nói con nghe nha, đi gặp bạn trai thì được nha, tao mà biết được mày đi hẹn với bé hai ha là tao bẻ giò mày đó nghe. Tao nói rồi đó. Dạ con biết rồi. Đi đi. Con đi như thế. Alo nghe. Ông ba hả? Ủa không phải ông ba hả? Biết rồi. Ừ, biết rồi. Hả, anh, em đây nè. Bé hai. Trời ơi, làm gì lâu quá vậy? Ừ, tại xe hư. Thôi, đi vô với em đi. Gì, đi. Là sao? Thì đi vô đây đi, có chuyện, đi.
Mình biết bé Hai cũng thích mình mà. Chẳng qua con gái nói không là có thôi. Trời ơi, trời ơi, làm gì vậy chứ? Đi vô lẹ lên. Rồi. Dạ anh chị uống gì ạ? Bé Hai, uống gì bé Hai? Cho em đi nước cam. Nước cam đi. Vậy cho 2 ly nước cam. Dạ. Trời ơi, bữa nay bé Hai dẫn anh vô đây luôn ta. Thích quá à. Chứ không lẽ tôi vô đây một mình, rồi ai trả tiền nước cho tôi? Vậy mà nãy giờ cứ tưởng. Tưởng gì? Không có gì. Anh ngồi yên đó đi, để tôi làm việc nha. Làm gì bé Hai? Tôi chụp hình. Chụp hình hả? Chụp hình anh nè. Trời ơi, tránh ra đi, anh làm gì vậy? Thưa anh chị, quán em có quy định không được quay phim chụp hình đâu, mong anh chị thông cảm ạ. Quán đẹp, tôi chụp hình thôi chứ có gì đâu. Làm gì ghê vậy? Nhưng mà đây là quy định của quán em, mong anh chị thông cảm mà. Trời ơi. Thôi, người ta không cho chụp thì thôi em. Thôi. Dạ. Thôi dạ. Sao có bằng chứng? Bằng chứng gì? Không có gì. Thôi ngồi im đi để tôi làm việc. Trời ơi, đâu mất tiêu rồi. Ai mất? Trời ơi, tại anh đó. Ngồi hỏi lung tung à, làm người ta đi mất tiêu rồi kìa. Làm mất dấu của người ta à. Tự nhiên người ta đang chụp hình á, cái đưa cái mặt mình vô à. Đồ cái mặt sao chổi. Bé Hai, em cho anh tính tiền nước. Dạ. Rồi, vô cái đây. Đợi người vô. Bạn chiến hữu tới. Thôi đừng có cái mặt quả quả mà. Kỳ quá. Tôi không chấp nhận con người đó. Gì vậy? Ủa sao đi vô mà không kéo ghế ngồi mà tự nhiên nhìn cái mặt ra ngoài vậy? Tôi vô đây tôi ngồi, tôi phải ngồi với người cùng đẳng cấp tôi mới ngồi. Chứ ngồi với người không cùng đẳng cấp tôi không ngồi. Hay không? Coi kìa. Về nhà đó, ra sau giường của mình đào dế lên. Đẳng cấp dế thì đào dế lên chơi với dế. Thôi mà ngồi xuống giùm tôi đi. Hai ông cứ nói là không đẳng cấp. Vậy quá ra tôi không có đẳng cấp mà tôi ngồi với hai ông sao? Bây giờ nể tôi chút coi. Anh hiểu ý tôi mà anh bác. Anh cũng hiểu ý tôi mà anh bác. Vậy là phải nể tôi mà ngồi chứ. Bây giờ tôi không cùng đẳng cấp với mấy ông phải không? Tôi là tôi không có thích đó. Mà hả, cái loại đó hả, cái loại người đó không có xứng đáng với tôi. Anh nói loại gì? Trời ơi. Anh nói loại gì? Cái loại mà anh nói cho mình cẩn thận nha. Thôi mà. Cái loại mà người ta thường. Mà người ta thường nói là mà đĩa mà đeo chân rồng đó phải không? Rồng bây giờ là tuyệt chủng rồi. Bây giờ đĩa là đeo chân hạt. Mà muốn nhờ đĩa đeo đó dễ lắm. Dễ sao nhà anh có cái đĩa đó. Rồi anh thọt chân xuống đi. Rồi đĩa nó quấn anh banh xác luôn. Thôi nó hút mà. Anh khô máu luôn. Thôi mà bây giờ tôi nói nghe. Mình cũng là bạn chí cốt chơi từ hồi nhỏ cho tới bây giờ, đúng không? Vô. Cũng là anh em ở trong làng, trong xóm. Thôi bỏ qua hết đi. Khổ ghê vậy đó. Vô. Nè, đó. Cái chuyện gì mà cũng vậy hết á. Mình xí xóa nhau hết đi. Vô. Đúng không? Tới luôn. Anh em với nhau, mình á, coi như đừng chấp nhất nữa. Tụi ai cũng đã lớn, còn ai cũng đã lớn hết rồi. Đó, hiểu không? Đó. Tôi nói hai anh nghe, hai anh đừng vì chuyện tụi nhỏ mà xích mích mà bất hòa với nhau. Vô. Thêm nữa, tôi nói thiệt, mấy bữa nay tôi thèm rượu lắm mà mấy ông cứ giận nhau, cãi nhau. Cái rồi tôi không có ai nhậu hết, tôi buồn lắm, mấy ông hiểu không? Vô. Đó. Vô, tới bên luôn. Uống là phải uống cho hết. Uống cho hết. Mà tôi uống với anh nha, tôi uống với cái loại người đó. Thôi mà. Tôi uống với anh chứ tôi không uống với cái loại cà chớn đâu. Thôi mà, uống đây. Hai bây giờ anh cũng đi đi ha. Anh cũng đó cho khỏi đụng cái hơi đó mình. Hai ông hòa với nhau đi mà. Tôi năng nỉ. Thôi, không có hòa đâu anh ơi. Không. Tôi nói nghe hai ông dù gì đi nữa cũng nể mặt tôi mà bỏ qua hết đi nha. Tôi với anh thôi. Thôi mà. Tôi không muốn với anh chứ tôi không muốn với ai kìa. Trời ơi, bây giờ cũng mà cũng văn tiếp nữa. Bây giờ thôi đây. Bây giờ xin lỗi nhau, què với nhau được chưa? Mệt quá. Bạn bè chơi từ hồi còn ở chuồng tắm mưa tới giờ mà cũng còn giận nhau hoài. Con cái nó lớn hết rồi.
Bây giờ ý hai ông sao? Thôi được rồi, nói gì nói tất cả là lỗi của tôi nè. Anh em lâu năm mà tự nhiên cái tôi chửi ông ba không ra cái gì hết. Tôi còn nói này nói nọ, tôi chê ông nghèo tùm lum hết. Thật ra thì có anh ba làm chứng, tôi cũng biết tôi như vậy là tôi sai. Tôi cũng chửi lại anh. Rồi tôi sai rồi. Không, tôi sai nhiều hơn. Bây giờ nè, tôi uống với anh cái, tôi nói chuyện với anh đàng hoàng coi. Tôi sai rồi. Đàng hoàng nha. Đàng hoàng nha. Rồi hai ông cứ ép tôi uống nhiều nhất à. Rồi bây giờ cái ly này coi như tôi với anh là huề. Huề. Có anh má làm chứng nha. Một, hai, ba, vô. Biết mặt phải không? Ê, nhỏ này sợ quá mày. Vô mánh rồi. Nói đó, đánh nó đi. Ôi, ê, ai hả? Trời cho mày. Mấy người lạ hay gì? Nhớ nha mày, kể từ bây giờ mày còn theo dõi con thơ đó mày chết với tao nha mày. Chết cho mày. Mày chửi nè. Chứ bố tao giờ. Nhớ mày. Chứ tao mà chửi nè. Lẹ chạy. Anh chạy. Lại. Trời ơi, bởi vậy em có sao không? Yêu đương bậy bạ chi mà để người ta đánh ghen vậy? Ê, Bé Hai. Bé Hai, em có sao không? Sao em bị đánh như vậy? Mấy người kia là ai vậy? Bé Hai. Bé Hai. Thôi thôi anh biết rồi. Thôi đến đi anh Thương. Thôi để anh đưa em về nha. Bác ba ơi, bác ba. Bé Hai gặp nạn rồi bác ba ơi. Cái gì la lối ba vậy? Trời ơi, Bé Hai. Nè nè nè, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Con bị sao vậy hả? Bị gì vậy? Bị sao? Bé Hai. Trời đất ơi. Em bị sao vậy? Trời ơi trời. Cái quân ngữ nào vậy hả? Có chuyện gì vậy? Em bị làm sao vậy? Tại cái con. Im. Dạ. Chuyện là vậy nè. Hồi nãy con đi câu chuyện vậy á, đi trên đường tự nhiên từ xa con thấy hai đứa nào á, nó nắm đầu Bé Hai, nó lên gối vậy nè, vậy nè, nó xuống chỏ vậy nè, xuống chỏ vậy nè. Nhờ gặp con á, con la lên chứ không là đâu anh Bé Hai chết quẹo luôn. Trời ơi, cảm ơn con nghe. Trời ơi, cái quân ngữ nào nó quánh con tôi tàn nhẫn vậy? Cái kiểu này nó tưởng mày giật chồng của người ta, nó đánh lộn mày chứ gì? Không phải đâu má, con thơ á má. Cái gì? Em nói sao? Lúc mà hai cái người đó đánh em á, nó còn nói, nó cảnh cáo em á là mai mốt không có được đi theo địch mọc con thơ nữa. Trời đất ơi. Tía không tin cái chuyện này. Không tin, không tin cái con khỉ. Giờ nhỏ bị rành rành ra rồi mà ông nói ông không tin nữa hả? Tôi không hiểu ông với thằng John á, anh bù mê thuốc muốn gì của con thơ mà hễ nó cái gì không hay về nó là hai người không tin. Rồi bây giờ nè, nhân chứng rành rành nè, con gái tôi bị đánh vậy nè, mấy người còn nói không tin nữa không? Cái đó là phía của nó nói thôi, bây giờ mình phải đi tìm bằng chứng cho nó rõ ràng hay không cái đã. Được rồi, nghe, để tôi đi tìm con thơ, tôi hỏi cho ra lẽ, nó dám quánh con tôi như vậy nè. Trời ơi, nó... Bác ba, có gì bình tĩnh lại. Con chào cả nhà. Ủa, con vừa nghe tiếng nhắc tên con hả? Dạ, em vừa nhắc tên chị đó, chị hay quá ha. Ủa vậy là sao? Nè, chị nhìn con gái tôi đi, chị thấy gì không? Trời, ai đánh em ra nông nổi này vậy? Còn ai nữa hả? Trời đất ơi, hỏi tới thương quá à, giải nai quá, bà quánh trai quánh. Ừ, dạ, thím nói gì vậy? Con không biết gì hết. Con thề, con không hề đánh em. Mà cũng đâu có lý do gì để mà đánh em đâu. Tại vì cô sợ là tôi sẽ vạch mặt cô trước mặt anh John Hai, cho nên cô mới cho người đánh tôi vậy đó. Bé Hai à, em còn nhỏ lắm, em chưa có phân biệt được đúng sai đâu. Với lại trên đời này á, thiếu gì người ghen ghét nên muốn hại chị. Ăn ở thì sao? Người ta mới ghét, người ta mới hại. Dạ, tại nhiều khi á, do con đẹp. Ý trời đất ơi. Với con đang là bạn gái của anh John nữa. Nên có nhiều cô gái ganh ghét, muốn nhào vô để hòng chiếm tình cảm của anh John, để mong thoát kiếp nghèo thì sao hả thím? Nè, cô nói gì đó? Nè, Bé Hai, bình tĩnh đi. Bình tĩnh là đi bà. Nè, bình tĩnh. Chuyện gì cũng phải từ từ giải quyết, tìm hiểu cặn kẽ đàng hoàng mới giải quyết được, hiểu chưa? La lối ôm sụm vậy có giải quyết được cái gì không? Đúng rồi, bác ba nói đúng nè. Anh ơi, anh có tin là
em không đánh bé hai không anh? Cả thế giới này có thể không tin em, nhưng mà anh và bác đừng hiểu lầm em nha. Thôi được rồi, chuyện đâu còn có đó mà. Anh tin em được chưa? Dạ. Bác cũng không tin con làm ra cái chuyện này. Con không làm thiệt đó bác. Dạ, món chị gọi đây hả? Ủa, lộn rồi em ơi, ở đây đâu có kêu đâu. Em gọi đó. Hả? Để xuống đi em. Dạ. Dạ mời anh chị. Cảm ơn nha. Nhìn ngon không anh? Em kêu nữa đó hả? Ừ. Từ nãy tới giờ em chưa đụng đủ vô món nào hết đó. Thì từ từ em ăn. Mà em phải kêu thêm nhiều thiệt nhiều món để em biết món nào ngon chứ. Em định kêu nữa hả? Ừ. Em kêu ăn không hết bỏ phí lắm, chưa kể là mang tội nữa đó. Nếu anh tiếc á, thì một lát nữa không ăn hết mình sẽ lấy bỏ bọc đem về, được không anh? Mà để em tập trung xem menu cái đã. Em chỉ kêu một món đó thôi. Ừ? Thôi cứ kêu đi. Alo, tôi nghe nè Hạnh. Anh Trần Hai hả? Dạ, em xin lỗi nha. Giờ này em còn làm phiền anh nữa. Em không biết sao nữa. Hai ngày hôm nay em gọi điện thoại về cho tía má em mà không có được. Anh, mấy bữa nay anh có thấy gì lạ trong nhà tía má em không vậy? Hôm bữa tôi có qua thăm chú Thím, thấy chú Thím vẫn khỏe mà. Chắc có lẽ là do máy mất sóng hay là điện thoại hết pin gì đó. Anh đừng có lo. Anh nói vậy em mừng quá. Tại vì tía em đang bị bệnh nên em sợ là tía em trở bệnh nặng hơn. Thôi được rồi, để chiều tối nay hoặc là ngày mai tôi sẽ qua thăm chú Thím. Lúc đó tôi sẽ gọi video call cho Hạnh để cho Hạnh gặp mặt, an tâm chịu không? Anh yêu ơi, đồ ăn nguội hết rồi nè. Anh ăn liền đi, nếu không á. Xin lỗi. Anh đang đi ăn với người yêu hả? Em xin lỗi nha, em làm phiền anh. Thôi, anh là ăn với cổ đi. Mắc công, bạn gái anh đợi thì không có hay đâu. Anh vui vẻ nha, bye bye anh. Alo, Hạnh à, Hạnh. Biết người ta đang ăn á, mà hả, mỗi lần gọi điện nó dài, nó dai, nó dở rồi làm phiền ta nữa, quá lịch sự. Em đừng có nói vậy, tại vì Hạnh không gọi được cho người nhà, cho nên nóng ruột quá mới gọi cho anh thôi. Vả lại Hạnh là một cô gái hiền lành, tốt bụng, và là đứa con hiếu thảo nữa. Thôi đi, em nói có một câu à, mà anh á hả, sạc em nguyên tràng luôn. Bực mình quá, không ăn uống gì nữa hết á. Đi về đi. Em ơi, tính tiền. Rõ ràng là người đó có tình cảm với anh mà. Cho nên mới gọi điện như vậy. Kiếm chuyện á hả, hỏi anh đủ thứ hết trơn à. Em là phụ nữ mà, mấy chuyện này á hả, em còn lạ gì nữa. Không phải như vậy đâu. Thật ra anh quen biết với Hạnh trước khi Hạnh đi Mỹ nữa. Bây giờ cô sống với con gái của cổ, còn ba mẹ cổ thì ở đây. Nay bệnh mai ốm, cũng nhờ anh về lần này, cho nên Hạnh mới gửi đồ nhờ anh về thăm ba mẹ của cổ đó. Anh thôi đi, nếu mà cổ hiếu thảo á thì sẽ không tự đi thăm ba mẹ của cổ. Thấy anh thương người á hả, cho nên á cứ nhờ giả hoài. Hiếu thảo xạo sự thì có. Anh nói em đủ rồi nha. Hạnh là người tốt, không có như em nghĩ đâu. Anh không cho phép em nói xấu về Hạnh như vậy. Anh thôi đi, cứ một Hạnh hai Hạnh, bây giờ anh chỉ biết có mỗi Hạnh thôi à. Nè, bước tới tay cậu liền. Người làm gì vậy? Nè, cái gì vậy? Bây giờ muốn gì? Cứ làm vậy nha. Có tiền không? Ngốc nha. Cái gì? Đưa tiền đây. Tiền đây, đây, tiền đây. Đưa đây. Đừng có làm vậy nha. Làm ơn đừng làm gì nha. Còn, tiền đây. Làm ơn. Liệu hồn nữa mày, tối sao nữa kìa. Hết rồi. Kiếm lại con nhỏ này. Giấu hả? Chết mày cái mày. Đi. Nhúc nhích chặt mày liền. Anh có bị sao không vậy? Không sao hết. Em có sao không? Không, em không sao hết. Nhưng mà tụi nó lấy hết tiền của anh rồi. Không sao đâu, chỉ là tiền thôi mà. Còn như cũ đi thay người đi. Em không sao là tốt rồi. Mình đi về. Đi lẹ đi anh. Cục cưng của má kìa, tội quá. Trời mà trời má. Ơi tức thiệt, cái hai cái con quỷ cái à, cái gì má vậy? Má giết con hả má? Má xin lỗi, tại má quên. Tại má quên. Xót xa tức thiệt má. Hả? Từ giờ cho tới khi chết con cũng không bao giờ quên được cái lời của hai con nhỏ đó nói con đâu má. Nó chỉ vô mặt con,
Từ giờ về sau á, sao chỉ mặt má? Thì con minh họa cho má biết á, là tụi nó chỉ vô mặt con như rồi, vậy á má. Rồi. Nó nói là từ ra về sau á, mà mày còn ăn ở không mày đi đình con thơ nữa là mày không có bầm mặt đâu nha con, mà mày bầm toàn thân luôn á. Trời ơi trời. Nó nói vậy á má. Trời ơi, ta nói bầm có nhiều đây mà hết một chục trứng gà, toàn thân biết bao nhiêu trứng mới đủ đây. Trời ơi trời. Trời ơi xót xa hà. Vậy đó mà tao nói với tía mày với thằng John á, về con thơ á mà đâu có tin. Hở ra là binh con thơ chầm chạp hà. Đó. Tôi nói có sai không? Hễ bà mà ghét ai á là bà chà đạp người ta, khác xa hoàn toàn với thực tế đó bà. Thiệt tình. Con có sao không? Thôi. Đừng hỏi nha. Nè, đi lo á, mà lo cho con người ta đi. Lo con thơ á mê muội quá à. Con ruột á không lo quan tâm. Hỏi làm gì? Bà ơi, tôi nói cho bà nghe ha. Nếu bà muốn nói người ta, bà muốn buộc tội người ta, bà phải có bằng chứng. Bà vậy là bà vu khống người ta đó. Đây, bằng chứng sống là con của mình đây ha. Còn bằng chứng chết là cái vết bầm này nè. Đó, nó đánh con nhỏ ra như vậy nè, mà ông còn đòi bằng chứng nữa sao? Vậy mà ông còn chưa tin lời nữa hả? Biết là... Biết cái gì? Tiếp. Nó quýnh con ra vậy nè Tiếp. Dạ. Đau lắm. Chào cả nhà. Ủa tự nhiên con đi đâu về mặt mày chống lơ, mặt mày buồn hiu vậy? Con mới đâu về vậy? Dạ. Có chuyện gì? Con với Thơ đang đi trên đường thì bị hai tên cướp nhảy vào chặn đường, dí do vô cổ rồi cướp hết tiền. Rồi có sao không? Có sao không con? Cướp hả? Dạ. Cũng may là tụi con không sao hết. Ủa? Trời đất ơi, sao kỳ cục vậy? Cái xứ sở này á, từ hồi nào tới giờ nổi tiếng là yên bình mà, làm gì mà có cướp của con? À, không lẽ nào đây là cái trò của con Thơ đó? Cũng dám lắm á má. Bả có quen giang hồ, bả còn mướn người hả dằn mặt con nữa mà, thì chuyện gì mà không dám làm. Ừ. Anh coi nè, bả đánh em nè. Ủa, nói hẹn mình ngay ngã ba mà đâu rồi trời? Bé Hai, bé Hai ơi. Ba không phải em nè. Trời ơi, em làm gì vậy bé Hai? Em phải ngụy trang vậy mới được chứ, đi điều tra mà. Trời ơi, làm anh hết hồn à, tưởng đâu ăn trộm không chứ. Với lại phòng hờ á, tía anh thấy em giống như hôm bữa rồi nhào ra chửi em xối xả nữa. Ờ hả? Ê, trốn vô. Đó. Sao mà hỏi? Thì không biết mới hỏi. Cái gì nữa? Ai gọi vậy? Anh đi ra ngoài kia nghe điện thoại đi. Thiệt tình à. Alo. Cái này là tiền thưởng của mấy anh. Chúc mừng phi vụ con gà con đã thành công. Em đúng là con gà mái vĩ đại. Em đúng là đóng kịch y như ngôi sao Hollywood luôn á. Có gì đâu anh. Tôi không ngờ phi vụ này dễ dàng như vậy. Mà kể ra thằng Việt Kiều đó cũng cái thiệt. Nói cái gì đưa cái đó à. Thằng chả hiền queo à. Bây giờ em leo lên đầu thằng chả ngồi luôn á cũng được nữa. Ồ à. Sau này á sẽ còn rất là nhiều phi vụ hấp dẫn nữa. Chắc chắn mấy anh sẽ có phần hậu hĩnh. Ok. Ok. Anh làm gì cho hình lén người ta kỳ cục vậy? Trời ơi, đưa đây. Em đang làm chuyện quan trọng của em. Anh trả không lại cho em đi. Không quan trọng gì hết. Đưa đây. Thôi. Cái gì? Trời ơi, đưa đây. Hình lén người ta rồi còn ai sai em đi đến ghen hả? Em bắt chước đánh ghen đúng không? Đàn ông con trai gì mà nói chuyện vô duyên thế mồ à. Đưa điện thoại để cho em. Không. Điện thoại của em, tay của em, mắt của em, mắt mới gì không cho em quay. Không. Vô duyên thiệt á. Không. Trả điện thoại đi. Không. Anh vô duyên quá. Trả điện thoại cho em đây con. Nè, tụi nó thấy rồi kìa. À, rồi giờ tính sao? Đi. Đi. Đưa đây coi. Thấy chưa?
tại anh hết đó. Bé Hai, cho anh xin lỗi mà bé Hai. Anh biết anh sai rồi mà bé Hai. Tại anh hết đó, tất cả là tại anh. Tại anh mà làm hư đường hư mục của tôi hết trơn à. Anh biến đi. Thôi đừng đuổi anh nữa, tội nghiệp anh mà. Anh biết anh sai rồi. Bé Hai, tha lỗi bây cho giờ đi. Nhây phải không, chơi nhây phải không? Rồi được rồi, nếu mà anh nhây á thì từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt của anh nữa. Anh nghe rõ chưa? Thôi anh biết rồi. Vậy anh đi nha, em đừng có đuổi anh nữa. Tôi mà quay lại á mà anh còn ở đó hả, anh biết tay tôi. Anh đừng có làm cái gì nữa. Lên. Tôi quay lại mà anh còn đứng đó là biết tay tôi á. Cái mày, cái mày làm gì vậy? Nhanh lên, mày đâu mà để lên, chạy đứng lại, chạy lên, dắt xe đi, nhanh lên, lẹ lên, chạy lên, chạy lên. Bé Hai, bé Hai, em có sao bé Hai? Thì ra là cô ta. Bé Hai, thấy chưa? Mai là anh thấy anh còn ở đây anh quay lại á, chứ không là mất mạng rồi. Thôi đi về. Bé Hai, bé Hai, em có sao không bé Hai? Bé Hai ơi, em sao vậy bé Hai? Bé Hai, bé Hai, em đừng có sao nha bé Hai. Bé Hai, chú Thiếp Ba ơi, chú Thiếp Ba. Vậy ai kêu cái gì? Bé Hai xỉu rồi. Ai vậy hả? Chú Thiếp Ba gì vậy? Trời đất ơi, con gái của tao, con gái của tao sao vậy? Dạ bé Hai bị xỉu. Trời ơi, làm sao mà nó xỉu? Mày làm gì con gái tao hả? Có phải là mày đeo nó, mày đeo nó không được, mày đeo nó không được, mày đập đầu cho nó xỉu. Mày định hại đời con gái của tao mà mai mà có người phát giác, mày đem nó về đây mày làm cái đồ vô nguyên nhân phải không? Dạ không. Làm gì con gái của tao hả? Dạ 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 không phải. Nó dạ dạ có nghĩa là nó làm rồi. Nói thiệt cho tao nghe, mày nó làm gì nó rồi hả? Mày làm gì nó? Mày ông rồi còn ông nữa, đứng đó làm gì? Ông đi qua ông kêu ông Sáu qua đây chứng kiến cái cảnh này nè. Mày đừng nghĩ mày có tiền mày muốn làm cái gì thì làm, nghe chưa? Tao cho mày biết nghe chưa? Thằng cha mày không dạy được mày, tao sẽ dạy mày. Tao dạy mày là tao công rồi mày ra công an cho mày ở tù. Mày làm gì con gái của tao vậy? Bà đứng đi, bà để cho nó nói. Bà nói không à, bà không để cho nó nói. Sự việc nó như thế nào để cho nó nói rõ ràng lại đi. Mày làm gì con gái tao? Mày nói cho tao biết đi. Trời ơi, để cho con giải thích cái đã. Thì mày phải nói, chứ mày không nói mày cứ im lặng hoài tao biết làm cái gì. Bé Hai bị người ta chụp thuốc mê bắt cóc. Hả? Hồi nãy con đi con thấy bé Hai bị người ta chụp thuốc mê rồi bắt cóc. Kịp thời con chạy tới giải cứu bé Hai rồi ẵm bé Hai về nè. Con gái của tao bị bắt cóc hả? Mày ngu vừa phải thôi. Con gái tao bị bắt cóc, tại sao mày không bắt đám người bắt con gái của tao để công an còng đầu đó, tại sao vậy hả? Tụi nó đi ba người lận, với lại lúc đó con lo cho bé Hai không ạ. Sao mà con dí người ta được? Lúc đầu á, con thấy bé Hai quay phim chụp hình lén người ta. Con không có cho. Ai ngờ đâu mấy người đó quay lại chụp thuốc mê bé Hai. Con nghĩ á, đợi bé Hai tỉnh dậy á, hai bác phải hỏi bé Hai cho rõ, chứ con lo quá. Cảm ơn con. Bà bình tĩnh chứ đi mà. Con đâu có làm gì bé Hai. Con làm gì bé Hai, con ẵm bé Hai về đây làm chi? Ai biết mày vô mày không nói gì? Mày vô mày ẵm mày la. Trời, tao tưởng mày hại đời con gái tao. Con đâu có kịp nói đâu, bác có cho con nói đâu. Bây giờ hiểu rồi, hiểu rồi ha. Hai bác cảm ơn con nhiều lắm ha. Bây giờ con đi về nhà con đi ha. Chừng nào có chuyện gì, có gì thì có chuyện gì để con bé Hai, để hai bác lo ha. Nhưng mà con đợi bé Hai tỉnh dậy rồi con mới về. Không cần đâu, không cần đâu. Bây giờ con đi về đi. Khi nào con bé Hai nó tỉnh dậy đó thì hai bác sẽ cho con biết. Cảm ơn con rất nhiều. Đừng có để cho ba con trong đứng trong ngồi tội nghiệp ổng nghe. Đi đi. Dạ rồi, về đi. Hai bác con về. Đi về đi. Trời, cái gì nữa? Con lo quá. Lo cái gì? Con lo cho bé Hai. Mày đi đi, con tao tao lo được. Mày đi đi. Dạ. Cảm ơn. Vậy khi nào bé Hai đi tỉnh thì bác nói cho con biết liền nha. Rồi đi đi. Trời ơi. Không biết làm sao nữa. Bây giờ làm sao để cho nó tỉnh đây? Trời ơi, bây giờ sao đấy ông ơi? Bây giờ ngồi đây đợi cho con tỉnh đi. Mà ông ơi, có bao giờ con á nó bị bọn nó bỏ thuốc mê nhiều quá, nó bị liệt não không ông? Bà. Hay là bây giờ mình đưa nó vô nhà thương đi ông? Bà bình tĩnh đi, bà nói toàn là cái chuyện xui không à. Bây giờ thôi vậy nè bà, tôi nghĩ là một cách. Bà chờ tôi chút nha. Gì? Trời ơi bé Hai ơi, bé Hai, con mà có chuyện gì á là chắc má chết đó bé Hai. Bé Hai ơi, bé Hai, tỉnh dậy giùm má đi con ơi. Con ơi, tỉnh dậy giùm má đi con ơi. Con ơi, tỉnh đi con ơi. Có rồi, có rồi.
Trời ơi, ông lấy đá ông đập đầu con hả? Đập đầu gì? Vậy chứ ông đưa nguyên thao làm gì? Cái khăn tôi mới ướp lạnh rồi, bây giờ bà để được cái trán của nó cho nó tỉnh đi. Dắt nước vô miệng nó hả? Sao sao? Để lên trên đầu cho cái trán của nó cho nó tỉnh. Trời ơi, tôi bà làm gì mà quýnh dữ vậy, mà bình thường lại coi. Con ơi, đây đi. Con ơi, chút là nó tỉnh à. Con ơi, nó không tỉnh đưa nó vô nhà thương đi ông. Trời ơi bé Hai ơi, ông ơi, sao con nó chưa tỉnh? Hay là đưa nó vô nhà thương đi. Từ từ chứ đâu phải thần thánh đâu. Từ từ. Ê, nó tỉnh rồi. Bé Hai, bé Hai, bé Hai ơi, bé Hai, con tỉnh rồi hả? Nè, nhìn đi, nè. Con nhớ ai không? Má. Còn ai? Tía. Não nó hoạt động lại rồi. Con ơi con, nè, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nha con ha. Trời ơi, bình tĩnh lại, con không sao rồi phải không? Hả? Ông ơi là trời. Cái lũ nào bắt cóc con của tôi? Tôi trù nó. Ở trong nhà thì nhà sập, ra đường thì trời đánh, mà xuống ghe thì ghe chìm, mà leo lên cây thì gãy cây, cho nó chết luôn đi. Trời ơi, bà ác mồm ác miệng quá bà ơi. Người ta làm ác, người ta gieo có nhân ác thì chắc chắn người ta sẽ lãnh cái quả ác. Bà đừng có trù người ta như vậy. Con à, nè, nghe má nói nè, tỉnh rồi phải không? Kể cho má nghe coi, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Mà thằng Tâm á, nó đưa con về đây, nó nói là con chụp hình lén ba đứa nào đó, mà con bị ba đứa đó chụp thuốc mê, có đúng vậy không? Mà tụi đó là ai vậy con hả? Ai vậy con? Con Thơ á má. Con Thơ? Con có nhìn lầm không? Con á, không có nhìn lầm đâu tía. Tại vì con sợ á, là sẽ không có ai tin con hết, cho nên á, là con mới chụp hình để làm bằng chứng. Mà chưa có được gì hết á, là đã bị cái cha nội Tâm phá đám rồi. Ê, đó, ông thấy chưa? Bây giờ ông sáng mắt ông chưa? Đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Tôi đã nói với ông rồi, con Thơ không phải là người đàng hoàng. Đó, bây giờ đó, ông làm mai làm mối thằng cho con ác phụ rồi đó, thấy chưa? Bà khoan kết luận dỗi giả như vậy, bà bây giờ muốn người ta nói cái gì, bà phải nói, bà phải có bằng chứng mới được, bà hiểu chưa? Tía, chính mắt con thấy là con Thơ nó đưa tiền cho hai cái thằng cha mà nhìn giống như là du côn vậy á tía. Còn nhắc tới cái vụ mà cướp tài sản gì của ai nữa, con không có nghe lầm. Con chắc chắn vậy luôn á tía. Chắc chắn vậy hả con? Đó, chuyện xảy ra như vậy tôi mới nhớ. Ông đó, ông có tìm hiểu thân thế gốc gác của con Thơ không? Bà phải tin tôi chứ, tôi là chồng của bà, tôi làm chuyện gì cũng rất là rõ ràng, rất là cụ thể, rất là minh bạch. Đâu đó tôi điều tra rõ ràng, tôi đến lối xóm tôi hỏi thăm với người ta về nó. Người ta nói nó là một đứa con gái rất đàng hoàng, rất lễ phép, rất dễ thương. Như vậy tôi mới giới thiệu cho thằng cháu của mình, chứ nếu nó không được tôi giới thiệu làm chi? Ha, ông tin nó đi. Lòng tin của ông bất di bất dịch với nó nghe chưa? Tôi không tin nó đâu. Rồi có ngày ha, con Thơ nó hại ông, nó đập đầu ông, rồi nó trùm ông vô bao bố, nó cột ông vô cột đá, nó quăng ông xuống sông đó. Tôi có thả 500 cái dây hấu ông cũng không rồi xác không lên được đâu. Tôi chỉ tin con gái tôi thôi hà. Bà nói cái gì dữ vậy bà? Giờ tôi được rồi, bây giờ bà bình tĩnh. Ngày mai tôi tiếp tục đi điều tra, coi sự thế nó như thế nào. Lúc đó tôi sẽ nói cho bà biết, lúc đó mình mới định tội người ta được, bà hiểu chưa? Thôi bây giờ bà lo cho bé Hai đi. Vô nghỉ con, đi. Vô trong nhà tắm rửa đi con, rồi nghỉ ngơi nữa, đi con. Má ơi, ẵm con đi, bây giờ con trời đi hơi cho má cổng con sao nổi. Cẩn thận đó. Không lẽ ông Thơ nó vậy sao ta? Không lẽ mình lầm rồi hay sao? Nè nè, có khi nào con Thơ nó giả bộ, nó hiền, nó gạt mấy thằng già mình không? Đây tôi nói cho công nghe nghe. Nếu như mà nói á, về người ngoài là con Thơ, người trong nhà mình á là con bé Hai, đúng không? Thì dĩ nhiên là phải đặt lòng tin tưởng ở con bé Hai rồi. Tôi nói vậy mấy ông thấy đúng không? Mấy ông thấy sao? Như vậy là mấy ông nhận xét chủ quan á, tôi không có đồng ý, tôi không chấp nhận được. Bây giờ mấy đứa nhỏ nó hay ưa dùng ba cái từ lóng, thí dụ như là nói nã, bầm đồ đó. Nhưng mà thực ra ý nghĩa của nó không có gì là quan trọng hết. Hả? Ý nghĩa của hai chữ đó, thí dụ con Thơ cũng vậy, không? Nó nói là cướp tiền,
nhưng mà thực ra nó được ai cho nó, nhưng mà nó làm bộ nó chơi là nó là mới cướp được nè, mới cướp được nè, cái đâm ra mình hiểu lầm nó vì vậy sao được. Ha, cũng có lý. Thank you.